đấy chứ mà tại anh chê mà anh. Mạnh hơn hả? Không bằng này nữa hả? Là nó hơn dòng nào quá là 5 chấm mấy. Thế bây giờ mới đấu điện. Ví dụ như mà đến lúc mà ông phải tắt hơi này. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp một cái hệ hệ lưới độc lập cho anh Thắng ở ở đây ở thôn mấy vậy ha? Thôn 11 Etamot. Này bao gồm như là một cái kích điện 2000W này các bạn. Kích điện solar 2000W nha. Thấy nó to ghê. Và một cái bộ điện chống sạc. Ủa điện sạc này các bạn. Đây. Và hai cái ắc quy 150. Cái này cho anh sử dụng điện sinh hoạt trong nhà giống như tivi, tủ lạnh, máy giặt. Bơm nước sinh hoạt. Chút đỉnh ha, bơm nửa người. Thôi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn xem nhé. Nó có hai cái giá để cho mình gắn cái điện lên này. Để mình gắn lại cho các bạn. Đây. Sau nó có hai con ốc. Đây nha các bạn. Hệ này hệ 24V nha các bạn. 24V. Hệ này là dễ xài nhất, thông dụng nhất. 48 thì nó hơi khó. Hệ 24 thì dễ. Cái này gắn cái này để cho nó cố định. Đây nha bạn, bây giờ mình đã đấu từ cái kích điện đó. Mình đã đấu từ cái kích điện xuống cái ắc quy rồi nha bạn. Kích điện xuống ắc quy. Quy rồi nhưng mà còn cực nói giữa hai quy chưa, tại vì thiếu cái sợi dây lớn để mình câu qua. Thì mình đã nối vô cái bộ điều khiển sạc luôn. Mình thấy không? Đấu giữa quy trước nha, bạn lưu ý. Cái video trước mình đã nói rồi là mình đấu bộ điều khiển sạc và đấu giữa quy trước. Lấy dây hàng đó luôn ha. Bắt đầu mình sẽ đấu năng lượng giọt. Rồi, đây mình đã đấu nối hoàn thành tất cả các bình lại rồi nha các bạn. Thì điện áp đang nhận diện là 24V đây. Do chưa gắn pin năng lượng nên mình thử ra là nó chưa hiển thị số gì cả. Bây giờ mình bật kích lên nha các bạn. Kích này 2000 xin chuẩn nha. Đây. Giờ thử cái máy cái gì máy sai hả? Thử máy sai. Rồi chạy đi. Bấm sao? Có điện không? Có điện rồi đấy. Cái này còn chạy được không vậy? Chạy được mà. Nên đây nè. Cái gì cần cái đấy? Mình cái cục không của nó có chạy không vậy? Có máy của nó là có không có máy gì đấy.
chạy vậy? Phải có cái chén này nó mới chịu chạy hả? Chạy sao có bốn mấy watt à? Có bốn mấy 65 watt à? 50 nè. Thôi chạy không cho chuyện hỏi cá rồi. Xay xay khô. Xay khô được hả? Cái loại này xay khô được hả? Ừ. Em đâu biết đâu. Xin này xay được hết không được? Rồi, chạy hết công suất rồi. Công suất nó nằm trên đây luôn cho anh nè. Dễ xem. Mình có 17 nè. Máy hàng thử được không? Uống máy hàng thử rồi. Máy hàng quá phức tạp đấy. Dạ hả? Ở đây rồi. Cắt dây hết hả? Ừ. Cắm được thôi chứ máy thì chắc còn chạy. Máy thì chạy nhưng quan trọng lúc mình cắm á, mình bon điểm, mình kéo hàng nó như thế nào chứ. Hơi dùm lắp tấm pin năng lượng lại. Cái bình như bình cũ à? Không bình cũ đó hả? Không sao. Anh chê. Lẽ ra cái đó xài vẫn được đó chứ mà tại anh chê mà anh thấy không, nó chạy vậy mà hoặc là mát nó không thèm chạy, không thèm quay luôn. Đúng rồi, bây giờ ra mình lắp tấm pin năng lượng vào. Cái này là tắt đi hả? Cái này sạc điện thoại được không? Anh sạc điện thoại vô 220 này, giờ mình câu điện 220 ra. Lát còn cái bơm nữa mà, anh thử cái bơm nước sinh hoạt của anh nữa. Anh giờ câu vô xài điện cái bơm sinh hoạt nữa. Hả? Giờ lắp hai pin vô đi. Rồi bây giờ mình đã lắp hai tấm pin xong rồi nha bạn. Các bạn nhìn thấy ha. Hai tấm pin mình đã lắp xong rồi đấy. Anh chỉ lắp tạm thôi, nay mai anh làm cái dàn cố định lại. Còn mình kéo dây nó vô tới đây rồi, đo cho các bạn xem nhé. Đây nha mình. Đây. Đây là điện áp đang là 41V. Giờ mình sẽ tiến hành đấu vào cái ổ điều khiển sạc. Nhớ quan tâm tới đầu dương, âm dương nhé. Đó phải cho đúng, không được đổ sai. Đổ sai thì sẽ nổ đấy. Đấu vô xong rồi nó bao có mặt trời đó mà. Dòng nạp nó là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Thấy không? Dòng nạp nó đang là 10.5, 10.2 ampere các bạn. Ở đây là 2 tấm pin 330 poly. Đó. Nạp với hiệu điện thế là điện áp là 24V. Bây giờ mình sẽ xét thời gian lại cho chú. Tại thời gian bây giờ nó chưa có đúng. Đó, bây giờ nó đang là 12:27. À, bây giờ đang là 3 giờ đúng. 15 các bạn. 15 giờ. Chuyển sang không chịu chạy nhanh, nó bấm hơi lâu vậy đi cho nó hơi xóa một xíu được. Rồi cái khác mình không cần phải thay đổi gì cả. Rồi đây nha bạn,
không muốn ra tải, mình có máy này nhưng mà ở đây mình không có đấu ra tải, mình lại không cần. Nè, tải này, về là báo có tải nhưng mà còn bấm bấm về là tắt luôn cái tải, mất luôn cái đèn. Đó, mình không có xài nữa, mình kệ nó đi. Còn cái cục kích này khi mà nó nóng lên á, rồi bắt đầu nó sẽ khởi động quạt, bình thường nó không chạy. Bây giờ thử cái bơm luôn hay sao anh? Có cái dây điện gì ra không á? À, vậy đó không? Rồi đây mình đấu cái bơm thử cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình đã đấu cái bơm và tiễn xong rồi các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ chạy cái bơm, cắm chui chạy bơm. Đấy, chạy bơm rồi các bạn. Bơm đang chạy, sức là 1000W, 1000W, nhưng mà xem. Bình thường anh cũng chạy cỡ đó mà, hả? Mạnh hơn hả? Không bằng này nữa hả? Chạy máy nổ mà không bằng này nữa hả? Bình thường cỡ này không? Yếu hơn hả? Đây, ống này cách ống 30, 27 gì ta? Ống cỡ tầm tay à? Ống này ống 27. 27 à. Bơm nữa ngựa mà. Nó vậy thôi chứ. Bơm nửa ngựa mà nó chạy tới 1000W. Hả? 1000W đây. Nó hiển thị công suất ở đây nè anh. Là nó hơn. Nó hơn đấy. Để em đo. Hơn 1000 luôn. Để em đo đo dòng xem. Đo dòng. Dòng nó đang là 4.7, 4.7 mà nhân cho 220 thì nó ra 1000 đó. gần người gửi á. Hả? Gần người gửi. Bơm nè. Ừ. Gần người gửi luôn. Tại nó đẩy nó ép nước á. Công suất nó tăng lên á. Quả tiễn là thường như vậy á. Nó đang chạy mà dòng nạp nó đang là 889. Điện áp là 24. Dòng nạp là 5.4. Sạc, vẫn sạc bình thường á, đang nạp đấy. À, cái chỗ ở đây là đang báo nạp vào đó hả? Dạ đúng rồi chú. Đây, nó báo dòng nạp nè. À, mặt trời nè, nó vẽ cái mặt trời này. À. À, mặt trời chạy vô bình nè. À. Dạ. Nếu còn bây giờ bật thời gian nên bật chỗ nào? Bật thời gian hả? Trừ khi nó chip đồ này kia thôi chứ còn mình đâu coi giờ ở đây được. Coi giờ ở đây nó cũng nhiều lúc nó mất điện cái nó không có đếm giờ. Ví dụ như nó không nạp nó là nó không chạy cái kia hả? Ờ, nó không nạp là mình nhìn. Ví dụ như nó không kịp nạp nó cũng cắt luôn à? Dạ, giả sử như vừa hết nắng á thì nó sẽ không nạp nữa. Đúng. Còn như còn nắng á, thì nó vẫn nạp vô thôi. Thế nhưng bây giờ hết nắng thì cái bình này có sai được vừa vứt luôn. Dạ, sai bình thường. À. Vứt luôn. Nghe không để dùng không chứ. Người ta nói xếp xó mày. Cái đó cái hệ nhỏ của anh mà. Thế bây giờ muốn đấu điện cái bình này nữa thì sao? Cái bình đó hả? Bây giờ anh muốn đấu thêm nữa thì phải mua thêm cái nữa.
Chứ một cái mình đâu có đấu vô đây được đâu, vô đây là phải hai cái. Rồi bộ 24 nên muốn bình là bình 12 thôi, muốn đấu vô phải thêm cái giống vậy nữa. Ví dụ như chú muốn 4 cái bình như thế này thì bao nhiêu tấm thì mới đủ cho nó? À, thì hiện tại hai tấm này nó nạp một ngày một là vừa đủ nạp vô cho, nếu mà đủ nắng á thì nó đủ nạp cho cái bình hai cái bình này. Hai tấm là hai cái bình, với chung một tấm là một cái bình đó. Mùa mưa không đủ. À, còn mùa mưa thì nó không đạt. Còn mà thường á là mình lấy lò than để bên cạnh á. Mình phải tính thêm dư một cái nữa để nó ban ngày mình sử dụng nữa. Lúc mà nó nạp á, hai tấm nó đã nạp vô đây rồi thì ít nhất mình còn phải sử dụng một tấm hoặc hai tấm ban ngày nữa. Chú hiểu ý con nói chưa? Nhưng mà ví dụ ban nếu mà mình xài ít thì không sao. Bây giờ mình ngày này không nắng nữa thì còn xài được không? Xài bình thường chút. Này giống như điện bình thường, xài chừng nào mà nó không cho chạy nữa là thôi. Nó không chạy trong bình này hết điện không hết đâu. Ví dụ như mà đến lúc mà ông mà tắt hơi là cái này thấy cũng đừng phổi nó đấy, đập như này. Một bộ này bao nhiêu? Dạ. Một bộ của anh đang dùng là 10 triệu mấy. 10 triệu mấy thế à? Dạ. Cả bình cả năng nữa. À, bình con chưa tính, bình riêng. Thế thôi. Thì lắp điện lưới làm gì chứ khổ nhỉ. Hàng tháng thì ra tiền điện oan thân thất thế nữa. Đấy, lưới đâu có cái giá trị của điện lưới. Có giá trị điện lưới mà lúc rồi nhưng mà lắp hàng tháng ấy ngoài trả tiền điện thôi. Thôi. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Bạn nào mà muốn lắp đặt năng lượng mặt trời thì liên hệ với mình nhé. Kể cả hệ độc lập, bơm nước trực tiếp hay là quà đồng bộ, mình nhận hết. Chào các bạn nha.